nó có chức năng hàn quạt này, nó có chức năng hàn giờ này, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng. Đây, con bấm nó đây, nó chế độ mở quạt này, tắt quạt này, tắt off này, đấy, chạy hàn giờ này. Chọn chế độ gió này, ví dụ gió này nó chọn là nó giống như cái chế độ gió này, là chọn giống cái chế độ gió gió tự nhiên này, gió lúc ngủ đấy, hoặc hiện đại rồi đấy. Đây, ví dụ nè, chọn chế độ gió này. Chạy chắc nó dừng, nó đạp vô gió đó, quạt nó dừng lại đó. Chế độ gió nó sẽ tăng gió lên giống gió tự nhiên vậy á, nói vậy, nó tăng gió lên đó. Ở chế độ quay này, để nó quay đó. Năng nó còn có đi điều khiển sao không? Đi sao không như vậy? Mở này, chế độ quay này, hàn dơ này, chế độ gió này, cái nút này là đèn ngủ này. Có quạt có không này, tắt này. Đó, tắt đó, xong tổng quán cái quạt đây. Quạt cây đứng nha đó. Đây, thông số quạt đứng động cơ F23 nha, kính này 39 cm thì nguồn điện này, độ tăng nhiệt độ này, cấp điện này, nó chống dịch này. Đấy, đây nó có ghi là động cơ F23 này, cánh quạt nó còn có 7 lá này, thấy chưa, 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, 5 lá, 6 lá, 7 lá này, động cơ F23 này, lưu lượng gió này. Quạt này sai ok đấy. Cái này vẫn để tăng chiều cao này, kéo lên nó tăng chiều cao. Đó, tăng lên một khúc đó, ngắn chưa, ngắn được cao lắm, có nhận năng lượng này. Đó, quạt nó như vậy thôi đấy. Quạt này là quạt có điều khiển từ xa. Đây, mở ra này. On này. Đấy. Quay đây. Đấy. Tắt cái độ đảo gió đi. Đảo gió này. Đảo gió là chế độ gió tự nhiên đấy.